Bác Cầm rảnh rỗi lên chơi không? Bác Cầm lên nói chuyện. Mấy bữa nay bác nghêu ngao bển sao rồi? Ổng đâu mất tiêu rồi. Trương Khôi có chú ghê vậy. Ngon ngon giới thiệu cho vợ phèo giúp em ruột xinh xinh cho em với anh ơi, cho vụ này là biệt lai thua rồi. Tổng thống Mỹ mới thống kê hình như là lên tới 12.000 người rồi, chết vì súng đạn rồi. À, năm nay là chết dã man luôn. Ok, bắt cầm. Để rồi bắt cầm để con mời bác lên chơi nha. Mới hết quý, đúng rồi Trình Thắng. Bắt cầm sao vậy ta? Không ok mà không có mời cũng lên được, hình như ông không có camera sao á. Bác cầm cho con cái camera đi rồi con thả cái càng xuống cho bác nè. Yêu ai nữa là ông Tư Quan cũng giết hội đồng luôn á, chết mẹ rồi tiêu rồi, từ nay sao tôi hết dám nghêu ngao với ông rồi. Phê duyệt bắt cầm. Hello bác. Khỏe không bác? Khỏe, bác khỏe. Bên này thì vô tư, nói chung là vô tư. À, cái điểm thứ nhất Quá vô là tại vì bên này nó êm ấm quá đi, mình thấy nó thanh bình quá đi, ra mình không có cái chuyện gì để mà mình là like, mà hiểu không? Còn ở tư. bên 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 hiện giờ đồ mà nó bắn quá, tao chẳng đếm về Nói. luôn. Đồ mát, tao ở luôn Việt Nam, đồ quá tao Bởi vì đếm về. sao? Ở bên đây mấy mấy đứa bạn Mỹ của con á, mấy thằng Mỹ mà con quen mà tụi con làm về nhà cửa rồi đó, con nói chuyện với nó con nói what the hell going on man, là giống như là cái chuyện gì vậy, ủa nó đang bị cái gì ở trên cái nước Mỹ nè. Nó nói là it's the new trending, giống như là nó giống như là cái trending là giống như là một cái luồng sống mới vậy đó, một cái kiểu Không, tao tao cái với ông Phượng, trending. tao với ông Phượng bàn rồi, cái mùa này cái mùa trăng máu rồi, hùng Trời má nó lên trăng. ơi, đúng rồi đó, thì giống như bữa bác Phượng nói Đúng rồi, đủ má. Ra ra đủ mùa này là mùa trăng, mà hai mỗi á. lần mùa trăng là cũng nó phơi nhau rồi mà Mà ở Việt Nam, ở con phải công nhận là năm nay công nhận nó bắn ghê thiệt đó nha, ủa bắn hơi bị thiệt nhiều luôn, quá. ghê quá đủ mà nó bắn ghê quá. À, mà tôi nói cho buồn cười lắm, ở Việt Nam mình đủ mà nó có những cái chuyện mà nó buồn cười ở chỗ này, đủ nó sướng quá, nó sành tệ đủ mà ta tính chửi, tôi nghĩ thấy thương. Ở mình là mùng 5 tháng 5 là gọi là Tết Đoan Đoan Ngọ phải không? Dạ. Đúng rồi, Tết Đúng Đoan rồi. Ngọ ta đâu biết đâu, sáng người ngủ sớm đủ đi kiếm đồ ăn ăn đầy bà, đồ nó đóng cửa hết trơn mày, đồ má nào bánh ướt bánh tiêu bún riêu con mẹ gì nó nghỉ hết, hỏi sao vậy, bữa nay đủ mà Tết Đoan Ngọ nữa nhà đi chơi đồ cũng phát đồ, bánh mì bánh biết gì đủ bánh dẹp hết nó rượu nó đi chơi đủ má buồn cười không, đủ má nó thanh bình mà nó sung sướng cỡ đó. Có nghĩa là người dân bây giờ Việt Nam ngộ lắm, nghĩa là họ chờ một cái gì, một cái sự kiện, một cái lễ gì đó, bà cứ chẳng hạn bất cứ một cái lễ gì, lễ Phật đản, lễ rằm hay là cái gì đó, rượu ra đóng cửa năm tuần họ nó không thèm bán nó đi chơi được Đúng rồi. rượu sướng gì đó, rượu thành ra vui vui. Nhiều khi tao đói bụng mà tao đi kiếm phở tao ăn, rượu nó cũng đóng cửa luôn, rượu đồ cười thấy mẹ luôn, rồi thôi cũng phải ăn khác vậy đó, cơm ăn thôi được chứ buồn cười cũng Con thấy vui. ở Việt Nam á, hình bác biết á, ngày hôm qua nó ném qua cái gì à, tối hôm qua rồi tối nay nè, rồi coi như là nguyên một cái cuối tuần mà ở Việt Nam nè, ở ngoài Nha Trang á, là nó chơi khởi động lại cho năm du lịch 2022 nè. Nó làm mấy cái sân khấu ở dưới bãi biển luôn, vừa Ở sân đâu ở Đà khấu Nẵng, ở vừa đâu Nha Trang hay Đà Nẵng, Nha Trang nó chơi Nha sáng Trang hả? đêm, nó chơi 3 ngày liên tục luôn. Đồ mà tao sắp sửa tao, tao chuẩn bị tính đi ra đi 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 Đà Nẵng nè, mà không có nào đi chung hết trơn, tao đi có một mình buồn quá đủ má.
bắt ra ngoài đó là để coi ngoài Đà Nẵng là có anh gì ta, anh gì Thắng Thắng gì nè, anh gì hồi đó cũng hay lên nhà anh Bằng chơi nè, không biết không có quên cái à nó gì anh gì quên mất rồi, cái anh gì quên Thắng hết Thắng mà ấy. Anh nó cũng dễ thương lắm đó, anh ở dễ ngoài Đà thương. Nẵng. Đi ra ngoài đi 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 cái cầu vàng nè, rồi là Bà Nà Hills nè, rồi mà chụp hình quay phim chơi rồi mà về, cho nên từ Đẹp xưa giờ không biết, từ tao chưa đi bờ Đà Nẵng bao giờ cho nên ra. Đà Nẵng, đẹp Đà Nẵng là thành phố đáng sống gì. Hồi mấy năm trước con về con có ra, nói chung là rất là thích ngoài đó, nhưng mà tại vì có cái là không có gia đình, không có quen biết ai, không có người nhà ngoài đó, cho nên không dám mua đất mua đai gì hết, xa quá, Đà Nẵng bây giờ là một thành phố đáng sống nhất á, đáng sống nhất. báo chí thế giới hiện là họ ta bình luận rồi mà, thì mình cũng không bàn tới chuyện đó nữa. Mà bây giờ ta mày nghe ta mày nhắc, mình nhắc tới cái vụ cái đá một tuần lê tao mới tức cười đù, mà bây giờ nó hết chuyện rồi. Bây giờ nó hết chuyện rồi tao mới thoáng qua, cũng giống như mày, có nghĩa là cái Facebook hay cái đứa nào mà bạn bè mình thấy chung vô đó thì nó lôi mình theo, có nghĩa là nó hiện lên cái Facebook của mình, cho nên ra vô tình là mình lướt qua mình nghe bắt đầu bây giờ nó tới cái màn gọi là hết, mà hết hôm trước tao chửi là cái vụ đụ má cái gì là chính trị lớn, chính trị gọc, là bây giờ nó sưu tầm cái gì đâu đụ, nó bình luận về chủ nghĩa các Mác Lênin gì đụ má, ghê đụ quá, đụ quá, toàn là cái thứ đụ má thất học, đụ má thất nghiệp, đụ má ở đi ăn qua phe thằng lũ trò, đụ má nó bàn toàn chuyện lớn không, bây giờ nó bỏ cái vụ rồi, bây giờ nó bàn qua lúa gạo, đụ má đụ quá vụ lúa nghe rượu quá Vô nghe mà cười ỉa quá, luôn á, vô trong đó nghe tụi nó nói mà cũng mệt thiệt á, cười ôi cười nghe tụi nó cười mà cười bứt ỉa tóc luôn á, bứt đủ tai má nữa, trời ơi. trời đồ thứ bất tài vô dụng, đủ má yếm thế, đủ má bất mãn xã hội, rồi làm tùm lum la trên bị nó bàn toàn chuyện đại sự không mà, đủ má đủ quá nghe tụi nó nói không mình cười ỉa luôn á, đủ má giờ cười Có nghĩa là có bạn Trần Thắng này, anh Trần Thắng này nói là bác về Việt Nam có cảm nhận như thế nào khi về đất mẹ? Trời ơi, ồ quá là khỏi vui, nói đồ vui khỏi nói rồi, tao cũng đã đưa lên những cái clip rồi, tao cũng đã đi tham quan nhà bên nhà người thân mà thấy không, ta buôn bán nhộn nhịp, nói chung là cái cuộc sống người Việt mà nó hay ở chỗ nào mày, ban ngày mà thấy giống như đàn ông vỡ tổ vậy, nó túa đi mọi nỗi nẻo đúng đường mà mày thấy không, ù má đường xá chặt cứng luôn, lúc nào đi ra đường cũng chặt cứng, chân tọa đi xe không ra tao run tay luôn á, tao chạy trong lề không, tao không dám chạy đâu, tới chạy mà chiều đúng tan rồi. Mấy tầm bữa nay bác chạy như thế nào rồi, đi đi được bao xa rồi, chạy không đi ra đi đó? được thôi, tao tao cứ chạy Thủ Đức Gò Vấp, Thủ Đức Gò Vấp thôi chứ Trời, Thủ Đức còn gì nữa thôi, Thủ Đức Gò Vấp là cũng xa chứ bộ. đồng ý tao đi quốc lộ 1 mà tao đi đường trường, cho nên ra vì đó tao chạy đâu không dám chạy trong hẻm được quá, bây giờ tao kiếm đường tao đi chạy lên quận nhất hoặc rồi mới vô chợ Bình Thành hay là đi kia mà tao không biết đường đi, tao đang ngồi tao mò mẫm mà tụi nó nói dặn là không có được đi đường, là không có được lấy phone mở ra coi đụng quá ra tao cũng không có, nó giật ra vì đó mình cũng sợ an toàn nó ra Nhưng đụng quá giật. mà đang chạy xe mà mở phone coi cái gì, ông già chạy, thí dụ như tới đâu muốn mở cái phone ra coi đường hay coi cái gì, người ta ngừng xe lại tấp vô lề, mở cái điện Đúng thoại ra rồi coi xong rồi chạy tiếp. đúng rồi, bây giờ ta đang kiếm đường Ừ. xuống, ta đang kiếm đường xuống chợ Bà Chiểu nè, xuống kiếm đường xuống quận nhất nè, đi chơi đi về chơi đi chơi Dễ nè rồi mà đi chạy qua cầu Thủ Thiêm 2 rồi nghêu ngao rồi coi, thì đúng rồi lên Thủ Thiêm 2 đứng selfie rồi chụp mấy tấm hình rồi đưa lên rồi nghêu ngao ơi. đúng rồi selfie mới cắt tóc xương thôi, cắt tóc đồ mà rẻ mà cái 60 bạc ráng tay nữa, nó lấy 60 80 cho luôn 100 đồ đã lắm đồ không má, Đâu tao tao phê cái vụ mà ráng tay đồ ráng tay là nó khoái à đồ về Việt Nam mà cắt tóc rái tai là thấy sướng ha. là thấy sướng à đồ quá nằm ngửa cậu râu ráng tay rồi bên Mỹ là vì có chuyện đó, bên Mỹ là nó làm rẹt rẹt cái đầu không còn kệ cha Đó mấy biết đồng ráng tay không, con về Việt Nam á, con về Việt Nam á, con tại vì con về từ xưa giờ con có biết mấy cái tiệm tóc mà bình dân thôi. Con rất là thích vô mấy cái tiệm bình dân. Vô mấy đúng tiệm bình rồi dân nằm gió thổi hiu hiu yêu rồi đồ quá mình nghe mà cái không bây khí, giờ bác biết không?
giống như là con nghe cái không khí ở ngoài đường trưa trưa đi cắt tóc, mà con đi buổi trưa nằm kéo ra, trời ơi lúc mà ổng kéo cái ghế ra rồi ổng đưa cái rái tai vô á, rồi gió thổi hiu hiu rồi ha, rồi mình nghe không Phê, khí bà con chạy qua chạy lại, đúng ủa mà rồi, nó phê chưa từng thấy. nó phê lắm bà, tôi nói là nghe buổi chiều mà dắt cái ghế ra đầu ngay trước cửa nhà Tôi thôi nói là thấy thiệt hại, thấy cảm thấy giác sao, đó là không bao giờ ở đâu có đó. đúng rồi, làm gì có, bởi ta hay dắt ghế ra tao đường tao ngồi lắm, được vậy ngồi thiên hạ ngắm ông đi qua bà đi lại là xuống thấy vui rồi, được thì khách Vui. vui nè, thì có ngon lắm. Ừ. Bởi vậy bác thấy ở Việt Nam không, cứ giống như trong nhà không ngồi, mồi điếu Ừ. thuốc, chắp hai tay sau đít, mới đi Đúng ra rồi. ngoài đường á, đứng dòm bên dòm Đúng bên kia rồi. rồi coi bà Ở vậy. con đó. Cái đó là con nói người ở Việt Nam luôn á, giống như mấy ông chú ông cậu á, mấy trong nhà không ngồi, châm điếu thuốc xong ra ngoài đường đứng cứ ngó mông Tay ngó mình chắp mông tay vậy sao đó. đít chứ, chắp tay sao đít À, tới luôn. chắp tay sau đít đi ra dòm bà con vậy đó. Rồi. Ủa, Ừ. cái kiểu vậy á. Ủa, còn ở bên Mỹ thì không mà ngon ra Đâu đường phải ngắm tay ngắm tay người có đâu. đi má, Có ai. Thì đồ thấy vui lắm. nó tưởng đâu mình bị khùng. Khổ rồi. Thôi đồ người ta về đây ta sướng quá. Nói chung là từ sướng, từ thể chất cho đến tinh thần Dạo sướng. thân. Ăn uống là biết là ăn uống là ra ngoài chợ, chợ cũng gần nhà, cái chợ nhỏ đó, mà ở thôn, ở xóm nào, ở phường nào cũng có chợ nhỏ, chợ nó bán buổi chiều qua ra, đúng, má cá, mắm rồi nó tươi rói, nên là nhảy cái tưng. Mày chỉ con nào là đập đầu con đó thôi, trụ má chứ đâu phải đồ ăn của mình với mình, đồ mày với tao gì đó. Đừng coi, đừng Đồ coi gì hút trong nhà vợ nó mút quá. mày. Ôi giờ mấy bà khó dữ vậy hả? Vui á. Bây giờ đồ quá cũng ra cũng là sự đó, mà trong nhà đồ cũng đâu hút thuốc, mà tao đồ đặc biệt về đây tao hút thuốc, nó kêu thôi hút một nhà luôn đi, đồ mà buồn buồn Đúng cười. rồi, đúng rồi, vậy tốt, hút thuốc giảm lại bớt lại thôi tốt. Mấy anh chị em biết không, ở bên đây á không bao giờ nha, Việt Rai nói không bao giờ có cái cảnh mà chiều xuống mà chở vợ con đi ăn mà kêu là ngồi ở Không không ngoài có đó. mạng, Thí dụ không như có đi mạng, ăn ốc mà đi ăn này ăn kia, mà cái kiểu mà Việt Rai ý Việt Rai nói là ngồi ngoài sân á, ngồi ở ngoài vỉa có vận hè là động. không bao giờ có đó. Ồ mà hồi xưa á, nói chung là không bao giờ có thì cũng không đúng nha, có chỗ có chứ không phải là không có, cũng có nhiều cái nhà hàng á nó ngồi ở ngoài, ngồi ở trong rồi ngồi ở ngoài, nhưng mà phải là Mùa hè. cái khu đó phải là cái khu rất là đắt đỏ, cái khu rất là an toàn đó, chứ còn không phải giống như ở Việt Nam mình mà ở chỗ nào cũng có đâu. Thí dụ đó giống như ở Thủ Đức, nhà Việt Rai ngay cái công viên, là cái công viên đó đó hả, là coi như là buổi trưa thì thấy lèo tèo tí xíu, nhưng mà bắt đầu chiều chiều xuống là trời ơi sinh tố mía ghim cá viên chiên rồi cái gì đủ các kiểu, người ta ra ăn nó vui thì thôi, cái cuộc sống của người ta mình về mình thấy cái Đúng cuộc sống người rồi, ta đó. rất là Nhộn thanh nhịp bình, lắm, nó rất nhộn là nhịp an lắm. nhàn. Nó nhộn nhịp lắm, ra về bởi vậy về Việt Nam này ta ít cái live stream này, vì chỗ đó ta muốn làm quay video clip rồi xong tôi đưa lên thôi, chứ ít khi nào qua live stream. Bởi vì không có cái chuyện gì để mà ráng để mà live stream hết trơn rồi. Còn bên Mỹ là Đừng đủ coi đang ra ngoài hút luôn hả? Đúng rồi. rồi bác, Ừ. đúng rồi, về Việt Nam mà con thấy dân Việt Nam bây giờ hả, hình như là con thấy chưa bao giờ chơi dữ như là năm nay luôn á, bà con nào là chơi bời hưởng thụ cuộc sống rồi gặp đá banh nữa, mấy đợt vừa rồi đá banh thấy là kinh khủng rồi, Tới rồi bây cái giờ gì mà tới tới bây giờ mà thằng Mỹ bây giờ nó cũng còn loay hoay với Covid thì rượu má. Tết nửa năm rồi, ôi Trời ơi, đủ rượu các bà kiểu không, hết mà em thấy nó bà lợi con dụng, hưởng quá. nó lợi dụng cái gì là rượu bên nó phơi cái đó, rượu mới Tết nửa năm, Tết nửa năm thì mệt mệt mà má cha nó bắt mớ gì rượu không, nó cũng nghỉ bán đi chơi à, được quá. Được Mà quá trong khi mà đó ở bên này, tại sao con hỏi bác tại sao bên này nó cứ kêu gào là người dân